Trước tiên á, các bạn cần cái kế như vậy, xong các bạn sẽ bỏ vô đây, các bạn cắt cái sụn ở giữa đi, thì để cho kiểu giống như là xíu nữa mình chỉnh sửa cái khớp ở trong này để cho cái mũi mình nó đẹp hơn, nó thon hơn á, máu nó sẽ chảy ròng ra nhiều hơn, nhưng mà không không sao đâu, ý là các bạn cứ cắt đi. Chuyện là ngày mai tụi mình có một cái buổi chụp hình cho công ty, nên là hôm nay mình mới phải túc tác lại nhan sắc này. Nhân cơ hội này thì mình cũng muốn chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn, tại vì mình cũng quan tâm tới cái vấn đề này cũng lâu rồi đó, nhưng mà giờ mình mới được cơ hội để nói. Để mà nhớ lại cái thời điểm đầu tiên mà mình quan tâm tới cái sắc đẹp của mình đó, kiểu giống như là muốn đẹp trai hơn đó, thì mình nghĩ cấp 3 uống xì tin cho cái mỏ nó đã đỏ đỏ đi chào cờ rồi đó. Nhưng mà nó lên lên một cái bậc thang mới khi mà mình muốn trở thành thần tượng Hàn Quốc, K-pop idol đó, thì vì mình muốn giống thần tượng của mình nên là mình kiểu giống như áp đặt cái tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc lên cái mặt của mình. Thì mình bắt đầu mình dùng kem trộn và sau một cái hành trình rất là dài, kiểu giống như là cũng 7-8 năm rồi đó, thì mình mới rút ra được những bí quyết này, nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay, nên là các bạn nhớ xem hết cái video này. Chứ mấy người mà coi một xíu rồi xong đi ra thì không có đẹp được đâu, mãi mãi không đẹp được. Nhưng mà mình chỉ nói tới những cái mà các bạn có thể thay đổi thôi, còn mấy cái mà các bạn không thể thay đổi á, thì các bạn phải cái đầu tiên đó là cái răng. Mình nghĩ là cái răng nó rất là quan trọng, nhưng mà nhiều người không có quan tâm tới cái vấn đề đó cho lắm. Nhưng mà các bạn để ý đi, những người mà vừa giàu vừa đẹp thường là cái răng của họ nó rất là đẹp. Mình không cần là phải làm răng sứ hay cái gì, kiểu như tại vì mình đâu phải là người nổi tiếng đâu, mình chỉ là người bình thường thôi, nên là mình cố gắng làm cho cái răng của mình nó sạch sẽ thôi là được. Đi cạo vôi nè, làm trắng nè, hoặc niềng răng, mấy cái đơn giản đó, mấy cái cơ bản đó thì mọi người phải làm được, tại vì nó thay đổi nó rất là nhiều trên cái khuôn mặt. Nó kiểu hồi trước mình không có quan trọng tới cái chuyện răng cỏ đâu, nhưng mà gần đây mình mới đi cạo vôi răng sau 20 mấy năm đó, thì đây là lần đầu tiên mình đi cạo vôi răng luôn, và mình thấy là kiểu giống như nhìn cái mặt của mình nó sáng hơn hẳn, nó kiểu nhìn nó sạch hơn á, nó không có trắng nhưng mà ít nhất là nó phải sạch rồi, xong mình sẽ làm trắng sau. Thì cái yếu tố tiếp theo mà các bạn cần phải quan tâm á, đó là mình sẽ cho các bạn xem ví dụ mà cái mặt của mình với một cái kiểu tóc khác nó sẽ như thế nào. Nên là cái tóc nó rất là quan trọng, phải lựa được cái tóc nào mà cho nó hợp với cái mặt á, đừng có kiểu như theo trend nhuộm tóc rồi rồi bấm 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 làm như cái lông. Đừng có vậy, các bạn phải lắng nghe trái tim mình. Các bạn phải suy xét cái mặt của bạn có hợp với lại cái kiểu tóc đó không, chứ không phải là nhìn một cái người mẫu đẹp trai bóc chết rồi xong cái người người ta để tóc nào sao mình cũng để tóc như vậy. Không có chắc là cắt xong là bạn đẹp đâu. Nên là thì mình cũng muốn liên hệ bản thân một chút, là cái tóc hiện tại của mình nó rất là kiểu nó hình chữ M đó, chỉ nhưng không nó có cái cục ở đây. Đáng rẽ ra cái tóc này á, rồi mình phải vuốt keo lên là kiểu như vậy nè đó, rồi đẹp trai hơn chưa. Qua đó cái tóc mới của mình nó như thế này nè, nhìn nó giống như là bộ đội á, cắt cao lên mình cạo sát hai chỗ bên này, nhìn cho nó kiểu nam tính, nó mát mẻ xíu á, chứ mình không có ưa để tóc dài dài, tại vì cái mặt mình để tóc dài thì nó nhìn nó bừng á, nên là mình không có thích. Mình thích để tóc mà càng ngắn càng tốt, ví dụ như nếu mà mình đẹp trai hơn á, mình để đầu trọc luôn. Trước đây mà khi mà mình đi cắt tóc á, mình luôn có một nỗi sợ về tương lai của mình, tại vì mình không biết là cái tóc mới của mình nó có đẹp hay không á, đôi lúc nó kiểu nó rất là gớm. Nhưng mà từ khi gặp anh này á, mình mới thấy là kiểu cuộc đời mình nó sang một trang mới. Mình khi mà đi cắt tóc là mình không còn sợ hãi nữa, tại vì mình biết chắc chắn là nó sẽ đẹp á. Nên là xong cái chuyện tóc tai rồi thì sẽ tới cái chuyện mà lông trên mặt. Thì cái lông trên mặt nó có cái lông gì, thì thứ nhất á là lông mày, vì hồi trước mình cũng học mỹ thuật, mình cũng học vẽ, nên là mình có học giải phẫu khuôn mặt con người rồi đó. Nó có thể làm bạn kiểu dữ hơn hoặc là buồn hơn, hoặc là nói chung là cái cảm xúc gì trên khuôn mặt bạn nó dựa vào cái lông mày rất là nhiều, nên là tùy theo mỗi người cái khuôn mặt như thế nào, cái mắt cái mũi hoặc là cái khuôn mặt như thế nào, nó sẽ phù hợp với một cái dáng lông mày nhất định, nên là bạn phải biết được cái dáng lông mày mà bạn phù hợp nhất. Nhưng mà mình không nghĩ cái đó là dễ đâu, tại vì mình học mỹ thuật á, thì mình biết, chứ còn mà nhiều người người ta chỉ là dân ngoại đạo á, người ta không có
hiểu được cái mặt người ta như thế nào á, thì các bạn có thể ra những cái trung tâm thẩm mỹ viện hoặc là kiểu dùng mấy cái app ở trên mạng á, rồi các bạn coi thử là cái giá lông mày nào mình hợp, rồi xong mình hãy đi làm hoặc là đi tỉa cho nó gọn. Mắt mình là cái mắt con mèo á, nó hơi xét lên cái khúc đuôi á, nên là mình muốn cái lông mày của mình nó phải ngang thì nó mới cân bằng lại, nhìn cái mặt mình nó mới hiền, chứ không là nó dính lên đây là nó sẽ ác hơn. Nhưng mà hồi xưa cái lông mày của mình giống như là Trương Phi, Quang Vũ rồi đó. Hai cái đầu, hai cái chóp mà cao nhất của cái lông mày ấy, nó dựng ngược lên trên này. Nhưng mà từ khi mình biết á, là mình cạo hai cái chóp ở trên này đi, thì nhìn cái lông mày kiểu giống như nó hiền, nó được ngang bằng với nhau á. Thì sau khi mình biết á, là mình sẽ lấy cái này, mình sẽ kĩa hai cái chóp ở trên này cho nhìn nó bớt dữ đi, và nó cái lông mày của mình nó được ngang bằng với nhau, nhìn cái mặt mình nó sẽ hài hòa hơn. Nên là hồi xưa cái mặt mình nó đã chảnh sẵn rồi, còn thêm cái dụng cái lông mày nữa nên nhìn đi đâu ai cũng không. Nhưng mà thật ra không phải vậy đâu, không cái lông mày rồi tới cái gì thì tới cái râu. Râu thì chỉ có con trai có thôi, chứ con gái chắc cũng không có nhiều đâu, nhưng mà không có sao thì các bạn tự cạo được. Và tiếp theo cũng là một cái loại lông, mà cái lông này chỉ có con trai có thôi, thì là lông mũi. Con trai mình á, cái lông mũi nó trưởng thành, nó mọc cũng nhiều á, nên là lâu lâu nhìn nó giống như là có cái con gián ở trong mũi á, kiểu như có hai cái râu ở đây nè. Nên là tụi mình phải quan tâm tới vấn đề đó và lấy cái kéo để tỉa, đừng có cho nó lòi ra ngoài. Xong cái chuyện tóc tai, lông lá rồi đó thì mình sẽ tới cái gì? Cái bước tiếp theo á, các bạn phải cần quan tâm á, đó là da. Thì ai cũng biết là da là nó quan trọng như thế nào rồi, mình không có cần nói nữa. Mình nghĩ về da mà cái vấn đề mà quan trọng nhất á, thì chắc là bị mụn thôi. Còn mấy cái kia thì mình làm phẫu thuật nó vẫn hết, nhưng mà mụn á, thì nó hơi dai dẳng, với lại kiểu giống như là ai cũng bị đó. Và nó rất là khó, nó dai dẳng, nó theo bạn cả đời, chứ không phải là như mấy cái kia. Với kinh nghiệm chịu mụn hàng chục năm nay, mình đã có trong tay mình những bí kíp. Thứ nhất á, là khi mà các bạn có mụn ở trên thái dương á, hoặc là trên trán á, nó do bạn suy nghĩ nhiều, stress, với lại là khi mà bạn ngủ á, bạn để cái gối vậy nè, thì nó kiểu giống như là viêm đường tiếp xúc hả? Cái da của bạn nó tiếp xúc với cái bao gối á, thì dầu đồ nó tắc nghẽn lại thì nó sẽ rất là dễ gây ra mụn. Còn bị mụn ở cái bàn tay bên này với lại là dưới cằm này, do ăn muối nhiều và uống ít nước. Tại vì mấy cái chỗ này nó liên quan tới thận á, nên là các bạn phải tăng cường cái sức khỏe thận của mình lên. Nhưng mà mỗi lần mình tìm thuốc bổ cho thận á, mình luôn luôn thấy là cường dương, cường tinh. Nói chung á, là mụn ở đâu đó nó cũng có lý do, cho nó không có tự nhiên mà nó mọc được đâu. Nên là các bạn phải tìm ra được cái lý do, tìm ra được cái giải pháp cho riêng mình. Nhưng mà nếu mà các bạn biết nguyên nhân rồi, biết giải pháp rồi, nhưng mà cái giải pháp đó không hiệu quả, mà nó kiểu làm cái quần què gì nó cũng không được á, đó là cái loại thuốc duy nhất mà có thể giải quyết hầu như là tất cả loại mụn luôn á. Nên là nếu mà các bạn đi tới đường cùng mà không có lối ra thì quốc tới thôi. Nhưng mà dù sao các bạn cũng phải đi ra bác sĩ để cho họ chẩn đoán, với lại là đo nồng độ gan rồi nha, chứ đừng có nghe lời mình rồi xong báo nha, không có tự uống ở nhà nha. Mình không có khuyến khích điều đó. Mình các bạn nên ra bác sĩ để cho người ta kê cái liệu trình mấy tháng rồi. Không được có thai trong thời gian đó, tại vì sẽ sinh ra quái thai rồi da các bạn sẽ kiểu nứt nẻ. Về tâm lý nữa, tâm lý cũng thất thường, cũng dễ bị trầm cảm hơn. Nên là các bạn hãy cân đo đong đếm, vì cái đẹp đây là mình phải hy sinh trong một khoảng thời gian đó. Nhưng mà uống là không được bỏ vô chừng, phải uống đủ liều, chứ không là nó sẽ bị mụn lại. Còn mà về nám, về tàn nhang, rồi nếp nhăn các kiểu, quầng thâm mắt các kiểu như mình đó, thì nên đi tiêm đi, nên đi làm mấy cái gì đó mà cho nó đụng tới mấy cái bơm bơm rồi đó, mấy cái kem dưỡng rồi đó, nó chỉ là mấy cái mà người ta lấy tiền các bạn thôi, nó không giúp được cái gì đâu. Nên là chịu đau một xíu và cộng thêm một chút tiền nữa thì mình sẽ có những cái thứ mà nó cải thiện rõ rệt hơn. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh thì đi trang điểm đi cho nó khỏe, cho nó nhanh, nó rẻ nữa, với lại nó không có đau. Cái thứ tiếp theo mà các bạn cần phải thôi đừng nói nữa. Cái tiêu chí tiếp theo mà các bạn cần phải quan tâm, các bạn cần phải đặt nhiều tâm tư vào hơn đó chính là thời trang. Với cái thực trạng thời trang ở Việt Nam mình cảm thấy là nhiều người cũng không biết là mình đang mang cái gì á. Nói về thời trang thường ngày á, thời trang mà dành cho những người bình thường không phải celeb rồi đó, mình nghĩ form dáng nó rất là quan trọng, nó là quan trọng nhất của cái áo luôn á. Cái form mà nó phù hợp với các bạn á, thì nó sẽ tôn cái dáng của các bạn lên, với lại là làm cho các bạn đẹp hơn. Ví dụ như là
mình có một cái vai suông đi, thì cái áo đó nó làm cho cái vai mình nó ngang vậy, thì đó là một cái áo form đẹp. Cái bộ đồ nào mà nó hợp với lại cơ thể các bạn, nó làm cho cái cơ thể các bạn đẹp hơn á, và không có lộ những khuyết điểm các bạn á, đó là bộ đồ mà các bạn cần mua. Đó là cái thứ mà đẹp nhất, chứ không phải là nhìn người khác mang cái gì rồi mình sẽ mang y lại. Tại vì cái cơ thể của mọi người nó đâu có giống nhau đâu, đúng không? Mỗi người, người thì ốm, người thì mập, hoặc là người thì vừa. Mà những người cái cơ thể vừa, cơ thể đẹp á, áp cái là người ta hay làm model cho những cái shop đó. Nên là các bạn nghĩ là ông đó mang đẹp là mình sẽ mang đẹp, nhưng mà thiệt ra không có phải. Nên là phải thông minh lên, đừng có quan tâm mọi người khác nói gì hết trơn á. Mình rất là thích fashion, nhưng mà mình không có cái kiến thức căn bản về cái lĩnh vực này. Nên là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu vào thì các bạn hãy qua cái kênh khác mà coi, kênh khác. Còn riêng cái buổi chụp hình ngày hôm nay á, thì mình sẽ mang cái áo như này. Ngày hôm qua mình mới mua luôn á. Thì đây là một cái áo khoác lông hả? Cái áo khoác giả lông cừu mình mua ở Uniqlo á. Mình thấy nó rất là trời ơi, khi mà mình thấy là mình mê nó liền luôn á. Nhìn nó rất là sexy, quyến rũ, quyền lực rồi đó. Với lại cái vibe mà mình muốn á là giống như là rapper. Một điều cuối cùng các bạn cần phải lưu ý và luyện tập, đó chính là chán đi và biểu cảm. Tại vì nếu mà mình muốn tạo thiện cảm cho người ta thì cái mặt của mình phải hiền lên, cái mặt mình không có ác. Đây là mình phải cố tập cho cái biểu cảm của mình nó linh hoạt. Xong sau đó sẽ là dáng đi. Mình sẽ miêu tả cho các bạn hai loại người trên thế giới này, hai dáng đi. Cái nào đẹp hơn? Khi mà mình đứng thẳng như vậy, mình cảm thấy giống như là mình được boost tinh thần á. Mình thấy mình mạnh hơn, với lại là cái năng lượng mà nó tích cực hơn. Còn khi mà mình làm như vậy, mình luôn luôn cảm thấy bị mệt đó. Mặc dù có thể mình không tự tin trong một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà khi mà các bạn đứng thẳng lưng lên, các bạn sẽ cảm thấy khác liền. Nên là từ hôm nay hãy thẳng lưng lên, thẳng vai, vai đưa ra sau, đừng có đưa ra trước, đưa ra trước rồi. Thay cái áo này cho các bạn dễ thấy hơn. Và cái phần mà thẳng cổ rồi đúng không? Nhưng mà cái vai á thì thường mọi người sẽ đi vậy, những người không tự tin với nhà người ta sẽ đi vậy. Nhưng mà mình phải đưa cái vai ra sau, chứ không phải ở phía trước, đưa ra sau vậy. Đó, cái dáng đi của mình nó sẽ đi vậy. Tập ban đầu á, thì mình cũng thấy là nó nhìn cái người nó đơ đơ, nó cứng cứng. Nhưng mà chập đi quen rồi các bạn sẽ cảm thấy nó tự nhiên hơn, chứ nó không có như người mới như vậy đâu. Đó là những thứ mà mình moi tận trong ruột gan mình ra mình đưa cho các bạn xem đó. Những cái thứ tuy nhỏ như vậy thôi, tuy đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng lên cái ngoại hình của các bạn rất là nhiều luôn á. Nên là các bạn cố gắng luyện tập và cải thiện để cho nhìn nó hấp dẫn hơn á. Mình sẽ thu hút được nhiều người hơn, nhiều ánh nhìn hơn đồ đó. Rồi dễ có bồ hơn nữa, trời ơi sướng quá rồi còn gì. Giờ nó cũng trưa rồi, mà 12 giờ mình phải lên xác chụp rồi, nên là giờ mình phải đi ăn trưa. Rồi mình sẽ dẫn các bạn tới cái studio đó để cho các bạn xem là một buổi chụp nó sẽ lên như thế nào. Bye, hẹn gặp lại mọi người trong studio.